Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách rải hợp âm nhưng mà có thể tạo ra một cái giai điệu để mình có thể tạo ra một cái câu intro nhẹ nhàng cho những bài các bạn có thể kể lể tự sự một tí ha. Thì cái ví dụ này á, nó áp dụng trên cái hợp âm, hai hợp âm cơ bản nhất, đó chính là la thứ và đô trưởng. Thật ra cái câu intro này nếu mình phân tích ra nó lại có là ví dụ như là đô trưởng 7 là la na gì đó, mình quên cái đó đi, các bạn không cần nhớ đến cái đó để nó phức tạp hơn ha. Thì cái câu này mình đánh là nó trích từ cái câu intro của bài Tears of the Dragon của Brooke Dickinson, là tay ca sĩ của Iron Maiden, một bài nhạc mình rất yêu thích ha. Thì cái chùm rải này á, nó la thứ sau đó các bạn chuyển qua đô trưởng, cơ bản như vậy, nhưng mà chúng ta có nhấn nhá một vài cái nốt ngoài cái hợp âm cơ bản đó để tạo nên cái giai điệu ha. Và các bạn xem thấy tay mình chi tiết có trong phần tab download và cái phần mà giải nén của cái password nó cũng nằm ở trong clip này. Các bạn xem hết sẽ có password. Các bạn xem có phần link download tab trong cái comment đầu tiên nhé. Mình download về có thể xem chi tiết in ra để bạn tập luyện sau này ha. Thì đầu tiên như sau, các bạn bấm la thứ và măng rải đi trên xuống, tức là chúng ta bấm la thứ, chúng ta đánh ở trên la này mi à, tăng 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 ba cái ha. Sau đó các bạn cũng rải từ dưới lên nhưng các bạn buông cái ngón ra để chúng ta đánh cái không bấm nó đô đây, chúng ta đánh về nó si. Các bạn thấy là nghe nó có cái giai điệu rồi, đúng không? Các bạn rải hai lần như vậy xong thì các bạn đánh, tức là si đô, sau đó các bạn từ la ngay chỗ này các bạn chuyển qua nốt đô trên này. Nếu các bạn thấy là hơi khó theo dõi tại vì cái phần rải mà, các bạn nhớ download tab về nha. Các bạn coi trên đó, các bạn tập theo thấy tay mình rất đơn giản ha. Chậm lên nha các bạn. Bạn qua nó đô được ha, chậm lên nha bạn. Sau khi qua đô thì chúng ta tương tự như vậy ha. Quay trở lại ha, mình đánh lại đoạn nào dễ ha bạn. Chúng ta có thể thêm nó gì các bạn, nó rê ngay chỗ này nữa ha. Cũng là tức là chúng ta có si đô, sau đó chúng ta quay lại la, để từ la chuyển qua thì bạn đây là một cái cách chạy rất đặc biệt thay vì các bạn thường các bạn chạy si đô ở trên này, nhưng mà đánh ở trên này thì nghe nó quen quá cho nên mình cũng đánh si đô nhưng mà ở cái quãng tám cao hơn thôi ha. Câu này mình đánh chậm lên nha bạn. Thì với cách rải này các bạn thấy rằng mình nhấn nhá một vài cái nốt trong cái scale đó của cái âm dài thứ tự nhiên, thì các bạn dùng những cái nốt tự nhiên trong đó thì nó có thể tạo ra được vài cái hiệu ứng khá là đặc biệt.